Kể từ khi cuộc chiến ở Ukraine bắt đầu hồi cuối tháng 2, vật giá đang tăng lên và không chỉ đối với người Mỹ. Giá mọi thứ từ khí đốt, phân bón đến thực phẩm đang tăng trên toàn cầu ở các quốc gia cách xa cuộc xung đột như Maroc, Brazil và Ấn Độ. Tổng thống Joe Biden đã đúc kết một khẩu hiệu riêng để giải thích cho điều đó. Putin làm tăng giá. Tôi đang làm mọi thứ trong khả năng của mình bằng cách lệnh hành pháp để hạ giá và giải quyết việc Putin làm tăng giá. Trên thực tế, chúng ta đã đạt được tiến bộ kể từ khi dữ liệu lạm phát tháng 3 ghi nhận. Ngân sách gia đình của bạn, khả năng đổ đầy bình xăng của bạn, những thứ đó không nên phụ thuộc vào việc liệu một kẻ độc tài tuyên bố chiến tranh và hành động tội ác diệt chủng cách xa nửa phòng trái đất hay không. Trong chuyến thăm Iowa mới đây, Tổng thống đã tăng tỷ lệ phần trăm ethanol có thể được pha trộn vào xăng. Một động thái sẽ làm giảm giá xăng, nhưng có nguy cơ tạo ra nhiều khói hơn việc Nga xâm lược Ukraine đã làm tăng giá hàng hóa lương thực toàn cầu. Cơ quan lương thực của Liên Hiệp Quốc cho biết, cuộc chiến đã khiến giá lúa mì, ngô và dầu thực vật tăng. Nhưng các nhà kinh tế cũng trích dẫn xu hướng rộng lớn hơn về việc giá hàng hóa tăng, chính sách hỗ trợ cho lạm phát, giải phóng mức cầu bị dồn nén và sự gián đoạn chuỗi cung ứng. Các nhà phân tích bảo thủ cho rằng Putin không phải là thủ phạm duy nhất, hay thậm chí là thủ phạm lớn nhất. Điều này đã xảy ra từ lâu trước khi Putin xâm lược Ukraine. Chính quyền Mỹ đã đi từ câu nói không có lạm phát sang nói rằng có lạm phát nhưng chỉ là tạm thời, nên đừng quá lo lắng vì điều đó. Rồi sau đó lạm phát trở thành một vấn đề lớn, và cuối cùng lạm phát là điều tốt. Giờ đây họ đã lật ngược lại kịch bản một lần nữa. Lạm phát giờ không chỉ là xấu mà còn không phải lỗi của họ. Giờ đó là lỗi của Putin. Tôi ước tính rằng khoảng 8 điểm phần trăm của mức tăng 8,5 điểm phần trăm mà chúng ta đã thấy trong năm qua không liên quan gì đến cuộc xâm lược Ukraine. Đó chỉ là một hiện tượng gần đây, và nó không giải thích cho việc tăng giá, đặc biệt là giá năng lượng trước cuộc xâm lược. Những người khác nói rằng Putin đáng nhận phần trách nhiệm lớn hơn. Nếu không có chiến tranh, tôi nghĩ bạn có thể tranh luận rằng giá đã đạt đỉnh và bắt đầu giảm. Với chiến tranh, vâng, đó là do Putin làm tăng giá. Tôi nghĩ không có gì phải bàn cãi. Như tôi đã nói trước đây, bạn biết đấy, ông ta không bắt đầu nó. Tất cả những điều này bắt đầu từ trước chiến tranh, những ông ấy làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn và ông ấy đáng phải chịu trách nhiệm về điều đó. Nền kinh tế Nga cũng bị ảnh hưởng nặng nề bởi hàng loạt lệnh trừng phạt mà Mỹ và các đồng minh NATO áp đặt. Ngân hàng Trung ương nước này đã nâng giá đồng rúp bằng cách tăng đáng kể lãi suất và áp đặt các biện pháp kiểm soát khác.